Hôm nay xin kính mời các bác xem tôi tường thuật lại một cái cảnh dân quân xã. Chiếu phim màn ảnh rộng nhé. Đấy, đây là phim điện ảnh đây. Phim điện ảnh nhưng bây giờ người ta không chiếu bằng cái phim nhựa nữa. Mà cái phim nhựa đã được người ta số hóa rồi. Cho nên là người ta chiếu bằng một cái máy chiếu to thôi. Và cái màn ảnh rộng thì bây giờ nó vẫn màn ảnh rộng như ngày xưa. Hôm nay thì hai vợ chồng ăn cơm sớm và đi xem. Đấy, bây giờ là các cháu thiếu nhi và các bà, các ông thì bắt đầu lục tục đến xem đây. Nhưng bây giờ người ta không tập trung như trước. Đấy, mà nó lại mỗi chỗ một toán. Cảnh phim là phim chiến tranh. Tôi cứ nhớ ngày xưa là có một cái bài ở lớp 1 ấy, là nhớ đến tận bây giờ, là đi xem chiếu bóng. Đấy. Có cái bài đấy đọc là Mão theo chị đi xem chiếu bóng. Hai chị em đi sớm nên có chỗ ngồi tốt. Đèn vừa tắt tiếng thuyết minh vang lên. Ai lấy đều chăm chú nhìn lên màn ảnh. Hôm ấy chiếu phim hoạt họa, hai chị em xem không biết chán. Thế thì có một số bác bảo là chị em nhà Tý đi sớm nên có chỗ ngồi tốt. Nhưng mà không phải nhà Tý đâu nhé, chị em nhà Mão. Đấy. Thế tôi đoán là Mão hồi đấy là Mão nó phải sinh năm 51 hoặc sinh năm 63 vậy. Thế thì chắc là chị em nhà Tý là cũng đi sớm nhưng mà không sớm bằng chị em nhà Mão. Đây là khán giả đây. Khán giả thì ngồi mỗi người một nơi nhé, không phải ngồi tập trung như ngày xưa. Đấy. Bộ phim thì có nội dung rất hay về đề tài chiến tranh. Đấy. Bộ đội và có cả đối tượng bộ đội, thanh niên xung phong, có cả miền Nam, có cả miền Bắc, có cả hoạt động thiếu nhi. Có quả cả những người mà có cha mẹ hy sinh ở chiến trường. Nội dung bộ phim rất hay. Thế khi chúng tôi ra thì cái nội dung chiếu phim hoạt họa là bây giờ, tức là hoạt hình ấy, thì người ta chiếu xong rồi. Bây giờ là đang chiếu phim chiến tranh thôi. Những cảnh quay thì những cảnh quay khói lửa và chất nổ rất là thật. Các cái đoàn làm phim điện ảnh của Việt Nam ngày xưa là người ta đóng phim cũng khá tốt. Ở trong này có chứa nhiều cái kiến thức. Đây là chắc là tôi nghĩ là đây là ông Mão ngày xưa đây. Bây giờ là ông Mão, bây giờ là 70 rồi. Đấy. Cả một cái sân như thế này thì cũng đếm cũng chỉ được khoảng độ tầm hơn 100 người thôi. Đấy, có cháu xem rất chăm chú. Đấy, những cái cảnh quay mà hay là mọi người chăm chú lắm. Ngày xưa cứ nghe là đội chiếu bóng lưu động số 31 về đây phục vụ bà con. Tối hôm nay chiếu bộ phim màu chuyện chiến đấu của Liên Xô là phấn khởi. Có nơi nói là bộ phim màu bộ phim chuyện màu chiến đấu của Liên Xô. Nhưng cũng có nơi người ta là phim màu chuyện chiến đấu của Liên Xô. Đấy. Hồi đấy cứ nghe thấy phim là Rustan và Ludmila hoặc là Chiếc Mũ Trắng. Đấy. Hoặc là Không Nơi Ẩn Nấp. Hoặc là Trên Từng Cây Số là phấn khởi lắm. Người lớn một hào, trẻ em năm xu. Đấy. Mà năm xu cũng còn không có này, hồi đấy này còn phải lùn người xuống đi vào hoặc là treo tường.
nhưng bây giờ xem miễn phí này nhưng mà rất ít người xem, bởi vì công nghệ thông tin nó phát triển rồi nên là người ta cũng ít đi xem cái phim tập trung ở sân kho như thế này. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều người là đang hoài niệm về những cái thời ngày xưa, cho nên vẫn ra đây ngồi xem từ đầu đến cuối. Đấy, còn các cháu thì đi chơi, nhưng các bà muốn xem vẫn phải trông các cháu. Đấy. Thế thì xem đến hết phim thì chúng tôi cũng quay được cảnh anh chị em đội chiếu bóng, thu dọn máy móc và màn ảnh. Chắc là thấy khán giả ít này thì anh chị em của phòng văn hóa cũng hơi buồn đấy. Đấy. Nhưng mà vẫn tích cực, chiếu đến hết phim thì thôi. Đấy, đây là đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn đang trao đổi với hội trưởng phụ nữ. Để kết thúc cái cuộc xem phim điện ảnh ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thank you.